Hở ra cái là lại thấy nhắn gg, ý là bọn này là muốn đầu hàng. Nhưng mà công nhận là cái bà Violet này phế bằng thực lực luôn mọi người. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem là trận đấu này mình sẽ gánh team như thế nào với cả Liliana nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là IC Fox. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ở trong clip của ngày hôm nay, mình sẽ chơi một trận đấu ở chế độ đấu đỉnh cao. Và ở giai đoạn đầu game thì hiện tại team mình đang rất là thọt, tỷ số bây giờ là 1-4. Để có thể là cải thiện được thì chỉ có thể là đi farm thôi, chứ không còn cách gì khác đâu. Trên này đang có combat, có mạng dành cho Annette. Sau đó thì mình sẽ lại di chuyển xuống đường mid để có thể tiếp tục là farm lính. Ồ, có ma vương Tulen này. Farm xong rồi thì mình lại lên gank ở trên đường rồng thôi, cứ đảo gank liên tục. Và nhớ là các bạn hãy check vị trí của team địch trước, sau đó các bạn di chuyển cho nó cẩn thận nhá, để tránh việc là kiểu bị minion núp hoặc là kiểu minion nó úp sọt cho bắt bất ngờ. Hơi thốn đấy. Ở team bên kia thì mình khá là bất ngờ khi mà pick Isa, bởi vì đây là một vị tướng mình thấy không quá mạnh ở trong giai đoạn này nữa, kiểu gần như là cũng kiểu biến mất khỏi đồ rank luôn, không có thể mấy ai chơi đâu. Bắt Isa luôn này. Rồi, rút lui. Vừa yêu su còn vừa thêm cả Omen Omega nữa. May quá. Cái trụ này thì sắp có cục máu ở sau trụ, tuy nhiên thì cái cục máu này nó không có hồi được bằng cục ở đường mid đâu, nên là cứ phải biến về thôi, nếu không là sẽ không đủ năng lượng, cũng không có đủ máu. Trang bị ở trong trận đấu của ngày hôm nay, mình sẽ chọn bộ trang bị tổng hợp, bởi vì các bạn cũng thấy được đội hình team bên kia thì không có quá là nguy hiểm đối với Lily, khá là dễ chơi. Mình nói thật luôn là đội hình team bên kia trận này chơi Lily rất là dễ, nên là cứ kiểu khô máu luôn cho mình là bộ trang bị tổng hợp. Các bạn không cần phải cố gắng lên quả cầu băng xương cần làm gì, kiểu né trước cuối cái Tulen thì các bạn có thể sử dụng chiêu cuối của chính Liliana để né được nhá. Nhưng cái quan trọng nhất là trận này thì các bạn nên là kiểu check map, check vị trí cho nó tốt để tránh việc là bị kiểu dính chiêu cuối của Malok mà các bạn không có chiêu để chạy là toang đấy. Cứ ở ngoài cấu rửa những cái pha combat cuối này thôi. Rồi, rút lui xíu nha. Sau đó cứ ở ngoài ném chiêu cấu rửa này. Có mạng của Omega. Ma vương tu lên đủ máu. Mình cấu rửa nốt sau đó lao vào cao. Có mạng luôn này. Đó là cái lối chơi của mình ở trong trận đấu này. Chủ yếu sẽ là các bạn đứng ở bên ngoài cấu rìu và team kêu gần yếu máu để lao vào cả. Đó cũng là lối chơi chung rồi, khá hiệu quả. Bây giờ là xin luôn cái trụ này, chơi Lily mà không cào được trụ thì chán đời lắm. Ô, cái quả đấy mình tưởng là Isa sẽ biến về nên mình cốc biến lên để làm choáng, rồi tính lao vào cao, nhưng không ngờ là Isa lại quay ngược trở lại. Mà không sao, Isa thì vẫn bắt được và lấy thêm được cái trụ nữa. Đi về thôi, không dính chiêu cuối của ma vương Tulen đấy. Trên Tulen thì các bạn, khi mà gặp vị tướng Tulen thì các bạn có thể để ý cái chiêu cuối của chúng ta để né được cả lại chiêu cuối của Tulen nhá. Khá là hiệu quả. Không phải khá mà là rất hiệu quả. Nhưng quan trọng là các bạn cần phải cậu để dành chiêu cơ, chứ nhiều khi được các bạn mới chuyển dạng xong mà gặp phải Tulen là ném chiêu cuối dài thôi, đúng không chịu. Giờ đấy thì chỉ mong là có đứa nào nó né được, nó đỡ được cho thôi. Bây giờ thì mình sẽ núp đây và bắt Elsu này. Làm sao mà chạy được, tốc biến thì vẫn thế thôi. 2-1. Keep an eye on the enemy sage goal. On my way.
Thôi quả này Isa lên thớt rồi. Thề luôn là trận nào mình gặp Isa mừng ra mặt luôn mọi người. Tại vì gặp Isa rất là dễ chơi. Isa thì quá là phụ thuộc vào Tí Nị, nhưng mà Tí Nị thì cũng rất là dễ bày màu. Nên nói chung là kiểu nó cứ... Mình thấy cho Isa mà nó cũng chịu. Cái việc mà tăng sức mạnh cho Isa mình thấy nó cũng gọi là tăng sức mạnh lên nó cũng có ai chơi đâu. Vẫn phụ thuộc vào Tí Nị thì vẫn thế thôi. Mọi người đừng quên là bấm ngay nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để theo dõi quá trình mình cày top với từng Liliana để chia sẻ kinh nghiệm chơi đến cho các bạn nhé. Bây giờ đã là phút thứ 10 của chúng ta rồi và bạn Vayo với cả Frontino vẫn trên hết GG ta. Nói cho vui à? Mà thực ra thì kiểu mình cũng biết được Vayo kiểu đầu game thì bạn ấy cũng khó chơi, bây giờ bạn ấy còn chưa ăn được mạng nào cơ. Nên là thôi, cũng kệ đi. Từ tâm lý mà. Team mình thì ăn được 10 mạng, nhưng mình ăn tới 6 mạng rồi. Thôi xong, thế bạn thấy chưa? GG, đầu hàng bằng thực lực nữa mọi người. Không hiểu tại sao một mình lên trên đấy xong cuối cùng là bị bắt ngược lại. Ôi, thấm quá. Được cái là trận này thì mình cũng được cả team nhường cho bùa xanh, rất ok. Có Frontino đi rừng. Những lúc mà chúng ta yêu máu thế này, và các bạn nên nhìn xem là đằng sau trụ còn cục máu hay không này. Hơn nữa là nhìn xem kiểu xung quanh có quái các thứ chúng ta đi ăn thì sẽ hồi được cả máu lẫn cả năng lượng rất là ok nhá. Chứ không nhất thiết là phải biến về đâu. Vừa pha mà còn vừa hồi được cả máu nữa. Lao vào cao luôn này, có nội tại 200 vàng. À, mình cũng yêu máu rồi. Thôi đi về, còn lại để cho team xử lý thôi. Team ở bên trên kia team vẫn đang combat rất là căng. Team địch thì bay máu hết 3 đứa rồi, có mỗi 2 đứa thôi, không biết là chắc chắn là không thủ được rồi. Team mình thì còn đầy nguyên 5 đứa này. Giờ thì sách dép lên thì mình nghĩ là cũng không cần phải làm gì đâu. Chắc chắn là team mình ăn được cái trụ chính rồi. Rồi nói chung thì các bạn cũng thấy được là trận này đầu game GG tí. Không sao, mình vẫn gánh được. Căn bản là đội hình team mình kia thì trận này chơi Lily rất là hợp nữa. Nên là mình thấy rất là ok là nha. Nhưng cứ như đội hình team địch chứ đừng có GG sớm nhá. Ôi dồi ôi, anh ấy tay, có đầy đi chữ không? Ok. Và đó là trận đấu của chúng ta của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên là bấm nút like và đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye.